Cuộc đua ngày hôm nay ở chặng thứ 3 này, chặng Khánh Hòa, có cái tên là Vòng Xoay Du Lịch. Tuyệt vời, 130 điểm. Anh chị đẩy view giúp em ạ. Đẩy view giúp em ạ. Mọi người đã đi qua những con đường nào? Ý, 6 ạ. Đó là một kết quả chính xác ạ. Điểm ạ. Wow. Và đội xanh không điểm. Hả? Ba người ăn ba phần, trời hên quá vậy ta. Rồi, ok. Kết quả của ngày hôm nay xin được chính thức thông báo tất cả các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Chuyến đi nhớ đời. Đi là nhớ đời. Như vậy là ngày hôm qua chúng ta đã được trải qua một cái cuộc đua phải nói là vô cùng khốc liệt. Và các bạn đã có một cái cú lội ngược dòng ngoạn mục đến từ đội YOLO. Và theo sát đó vẫn là đội Thanh Xuân và đội Ngẫu Nhiên với cái điểm cách biệt rất là thấp. Không biết là với cái thử thách ngày hôm qua là cướp điểm một cách trắng trợn và dã man như vậy thì tình chị em mọi người là liệu có còn bền lâu như lúc ban đầu hay không ạ? Thực ra là đội em được nhiều điểm là do hai đội ít trừ bọn em, vì hai đội cũng rất là yêu thương bọn em và em cũng rất là trân trọng điều đấy. Chính vì thế mà em cũng trừ hai đội bằng nhau. Mỗi bên 70 ạ. Nhưng mà liệu hôm nay tình yêu đó có còn cho đội YOLO không, trong khi là mình đang giữ một số điểm quá lớn ạ? Em nghĩ là chắc không còn đâu ạ. Chúng ta cũng đi được gần nửa chặng đường rồi và chắc chắn những thử thách sắp tới, đặc biệt là ngày hôm nay, không những thú vị mà còn có những đau đớn đang chờ đợi phía trước. Đau đớn hả? Nghe thì đã thấy đau rồi. Và hôm nay cũng là ngày thi đấu cuối cùng tại chặng Khánh Hòa. Ngày hôm qua thì mình tin chắc rằng tất cả các bạn chắc là rất là bất ngờ, bởi vì mình không nghĩ rằng là những cái trải nghiệm du lịch mà nó phức tạp như vậy và nó bào sức mình nhiều như vậy. Nên các bạn đừng lo, ban tổ chức chúng tôi rất là khoa học. Hôm trước mà các bạn vất vả thì ngày hôm sau các bạn sẽ khổ cực hơn. Vậy đâu. Hôm qua thì mình xuống biển đúng không? Hôm nay mình lên non. Lên non rồi thì đó, các bạn nhìn thấy cái địa hình ở đây rất là đẹp. Ở đây là một cái khu du lịch mà nó dựa trên một cái dòng suối đi qua ba cái hồ. Và cái hồ cao nhất là cái hồ thứ ba. Ngẫu nhiên thì các bạn có đoán được trước là mình sẽ thực hiện cái thử thách nào tại khu du lịch suối ba hồ này không? Thì em đoán là chắc chắn sẽ có lội suối. Ví dụ như là sẽ đu dây từ hồ này qua hồ kia chẳng hạn. Tại vì ngày hôm qua đã bơi rồi thì hôm nay chắc chắn sẽ leo. Em đoán là như vậy. Có bắt cá không anh? Có vẻ là relax nhất, có phải đây là thế mạnh của bạn không? Dạ không ạ. Ủa? Thì trải qua mấy chặng thì em biết là mình sẽ không thể đoán được là sắp tới mình sẽ làm cái gì. Nên là em để cái tâm lý của mình nó được mở nhất. Để đến đoạn nào thì mình bắt đầu tính đến đoạn đấy. Anh mà em thấy anh đi thi như anh đi chơi ấy. Mặc dù là hôm qua đang đi mà anh cứ từ chơi thêm tí nữa. Đi làm xong thử thách rồi mà không có đi tiếp, mà cứ ngồi chơi tiếp. Y chang rồi em. Khúc mà lặn san hô á anh. Hai cô nữ tụi em lên bờ hết rồi, anh này ở dưới á. Ôi khám phá đại dương. À,
Anh biết tại sao mọi người tranh thủ không? Lâu lâu mới được chơi miễn phí. Rồi, và chúng ta sẽ bắt đầu đi vào vấn đề chính của chương trình ngày hôm nay nha mọi người. Chúng tôi sẽ đem cho tất cả các bạn những trải nghiệm du lịch thực tế nhất, thú vị nhất và độc đáo nhất. Có nghĩa là thử thách này cũng sẽ chẳng giống ai đâu ạ. Và trước khi chúng ta bước vào thử thách chính thì chúng ta sẽ có một phần thi phụ. Và phần thi phụ này sẽ rất quan trọng để quyết định được quyền ưu tiên cho mỗi đội chơi. Và nhiệm vụ đầu tiên rất là đơn giản. Khi mà Hoàng Yến kêu xuất phát thì ba đội phải nhanh chân nhanh tay tìm đến vị trí có cắm cờ của chương trình. Đội nào có đủ thành viên tìm đến vị trí cờ nhất, đội đó sẽ chiến thắng trong nhiệm vụ đầu tiên và đạt được quyền ưu tiên của mình. Và bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa? 3, 2, 1 xuất phát. Đi, ông đi trước đi. Không, đi được lon thôi. Giang ơi, chờ em với. Đi chạy đi. Liệu đội nào sẽ về đích đầu tiên? Em với anh đoán. Mình đoán không? Đoán đúng không? Đoán ai mà đoán sai Hụt Xì Dầu 10 cái không? Chơi luôn. Em biết Hụt Xì Dầu không? Hụt Xì Dầu ai không biết. Rồi qua bạn Hụt thử nè. Ok. Hụt đồng đều nè. 2, 3 Được rồi đúng không? Đúng rồi. Cái thôi nhẹ nhàng. Tại vì anh cũng không có được trẻ nữa đó. Mệt quá. Đoán rồi nào. Đoán ngẫu nhiên đi. Đoán ngẫu nhiên nè. Dạ. Anh đoán chắc Thanh Xuân. Thanh Xuân. Đoán Thanh Xuân nha. Dạ ok. Xong ai đoán vô lô. Xong cuối cùng. Tại vì mình có hai người à. Vậy nếu mà vô lô thôi mình quê. Có khi nào mà mình sẽ đoán ở đằng giữa đường có đây nhìn nè. Đây, đây là chính là điểm cuối cùng. Còn là anh em đứng qua che cây cờ đi. Rồi, đố các bạn tìm được cây cờ. Để bộ đang bình luận. Nguyên văn hơn. Còn ai ta? Đội Giang nó dẫn trước. Đội đó. Bộ đồng viên nào sẽ chạy xuống đầu tiên? Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Nghe những bước chân rầm rập. Kìa, ai kìa. Ai vậy? À, Cường phải không? Cường cái thông tải gì vậy? Ủa? Nghe sau lưng là bảo. Kiếm cờ, vị trí nào có cắm cờ. Sau lưng nhìn dấu giác sau lưng thì sao? Cần kỹ vô. Nhìn sau lưng quay phim rồi kìa. Kiếm cờ. Mấy cái cây nữa, mấy cái gốc cây đồ nhìn kỹ vô. Rồi chúng ta thấy rồi. Trên cây có không? Nhìn kỹ lại trên cây không? Không thấy đâu. Hay quá ha, mình đứng che hay. Mình đứng che hay quá. Anh tổ chức này có cái cờ mà treo tùm lum tà lá hết trơn à. Cố lên Đào, cố lên. Chắc chắn không phải có mấy cái khu này rồi, sẽ trong kẻ dòng nguyên thôi. Có cái cờ mà giấu dữ quá à. Không có cắm dưới nước đâu, đừng có đi kiếm dưới nước. Cắm trên bờ, cắm trên bờ đó. Đại diện của đội Yolo đến xuống trước rồi. Trời ơi, anh em sai rồi chưa? Đúng. Mình quên Yolo, có Cường, mình quên, Okay, không, thôi giờ anh đổi lại nha, giờ anh đổi lại. Không, cái kỳ quá. Thôi giờ anh đoán Yolo, đoán Yolo, bỏ anh. Anh kỳ quá vậy? Anh kỳ. Anh khúc mình chơi dơ nè. Chơi dơ, nhỏ lớn rồi. Cầm nhìn xa vô.
ác dễ sợ luôn á. À, em sắp được coi anh đục dầu rồi. Ô, đội kia đang lững thững đi xuống, lần nào cũng thua rồi. Dữ thức anh. Chúc mừng, chúc mừng team mình đã hoàn thành một giây. Xin được chúc mừng đội Ngẫu Nhiên. Anh khoan nãy, nhưng mà trước khi mình tới phần tiếp theo thì em nghĩ anh nên trả nợ cho em đi ạ. Anh nợ nần gì em? Hồi nãy là trước khi mà chúng ta mọi người đi xuống thì ở đây có một cái cuộc gọi là suy đoán rồi đó. Thì em đã chọn đội Ngẫu Nhiên, anh lại chọn đội Thanh Xuân, thì bây giờ em nghĩ là anh thuộc Xì Dầu đi anh. Ở đây coi làm chứng không? Không ai làm chứng. Rồi, mời mấy flashback lại ạ. Đoán đúng không? Đoán ai mà đoán sai Hụt Xì Dầu 10 cái không? Chơi luôn, đoán đội nào? Em đoán Ngẫu Nhiên đi. Anh đoán chắc Thanh Xuân. Thanh Xuân. À? Anh đoán Thanh Xuân nha. Chờ đấy chứ. Anh ơi, mình có thể dối lòng không có thể kiếp à. Rồi dạ, thôi mình thua 10 cái. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 8, gì năm hoài vậy? Đó, cuối cùng rồi đó. Rồi, rất cảm ơn phần trả nợ của anh. Và bây giờ thì đội chiến thắng lại được có cái quyền phân chia dụng cụ cho các team khác. Đó chính là lợi thế của các bạn đó. Nãy các bạn thắc mắc lợi thế là gì đó. Đúng không? Dạ đúng. Có nghĩa là bây giờ là mình không thích ai thì mình chọn cái khó đối khó nhất cho người đó. Ví dụ vậy, chúng ta có 3 món dụng cụ. Một chiếc khăn rằn, một cái nón, dạ, và một cái nia bún đậu mắm tôm ạ. Một cái mẹ cái nia. Dạ. Chúng ta chưa biết là thử thách gì đúng. Nha. Chưa biết là thử thách gì nha. Dạ. Bây giờ chúng ta tóm lại là đúng rồi. Dùng tài suy luận để đoán được xem thử thách của mình là gì mà lại có những dụng cụ như thế này. Đúng rồi, mình lên núi nhiều khi nóng á, mình phải quạt đó. Cái nia này nó quạt tốt lắm nè. Cái nón nó cũng chia nắng được nè. Nón là mình có nón rồi. Là có cái nia ăn bún đậu mắm tôm. Nón mình có thay thế. Nón mình có được hết. Cái khăn, cái áo. Dùng áo. Cái nia là mình không có gì thay thế. Giữ cái nia lại. Bên em giữ cái nia. Yes. Bên em giữ cái nia đúng không? Rồi em suy nghĩ chưa? Chắc chắn chưa? Suy nghĩ kỹ nha, chắc chắn chưa? Đúng rồi, cái nia quạt là mát nhất rồi. Mình đoán được thử thách gì chưa? Đoán mơ hồ lắm chị. Nhưng mà những cái này là những cái mà tụi em nghĩ là tụi em có thể xoay sở được nếu tụi em không có. Nhưng cái này là cái tụi em hơi khó để mà xoay sở nếu mà cần. Các bạn dự đoán là thử thách sẽ là gì mà các bạn nghĩ đi? Tụi em đoán có thể là bắt cá hoặc nấu ăn hoặc là cái nói chung chưa biết. Bắt cá hoặc nấu ăn hoặc là có thể là đải để lựa những gì chiên sỏi màu. Chiên sỏi màu, những gì ba trong ba. Hoặc là kim cương á, ví dụ vậy. Quay lại nó coi YouTube nhiều quá nè. Coi YouTube của Colorman nhiều quá nè. Đây, đá bảy màu đây. Quá 160 phút một ngày. Rồi. Chốt nha. Rồi, vậy thì chốt. Đội Ngẫu Nhiên được tiếp tục được một cái quyền là phân chia các cái dụng cụ lại. Em xin nhường cái sự may mắn này lại cho Thanh Xuân ạ. Dạ, cảm ơn em. Cảm ơn em. Chuẩn bị được phong danh dị gì đó nha. Đội Yolo sẽ được cái nón, đúng không? Dạ. Thôi cái nào cũng được, bọn em sẽ cố gắng hết mình. Đó là dụng cụ duy nhất để các bạn phải thực hiện thử thách ngày hôm nay. Rồi các bạn không được sử dụng bất kỳ một cái dụng cụ nào khác ngoại trừ đôi bàn tay của mình. Đó chính là thử thách. Bắt cá. Và các bạn bắt cá với ba cái dụng cụ vừa rồi. Và hoặc bạn có thể bắt cá bằng tay, các bạn có thể bắt cá bằng miệng. Nhưng tuyệt đối các bạn không được lấy một dụng cụ gì ra hết. Tay rồi. Không được dùng mũ này ạ. Không luôn. Các bạn chỉ sử dụng đúng dụng cụ mà các bạn vừa được nhận trên tay. Và luật chơi của thử thách này như sau. Các đội được bắt cá bằng vật dụng các bạn đang cầm trong vòng 30 phút đồng hồ. Đội nào bắt được nhiều con cá nhất thì đội đó sẽ giành được chiến thắng và nhận một cái đầu cá hồi. Nhưng mà khoan, dưới hồi này có cá không ạ? Không có luôn, được chơi chơi chi trời. Cá rất nhiều và cá rất to. Nhiều con chứ không phải là số ký đúng không nè? Số tính bằng số cá. Số cá hay là số con? Số lượng cá. Bằng unit đơn vị con cá sẽ siêu siêu mà con ký thì biết khi nào mới đó. Được trong trường hợp nếu như có
có hai đội có số lượng con cá bằng nhau. Thì đội nào bắt được con cá đầu tiên, đội đó sẽ giành chiến thắng. Mọi người hiểu mà? Đó, nếu như mà đội nào chiến thắng, các bạn sẽ được nhận một cái đầu cá hồi. Hả? Để làm gì ạ? À? Cho thử thách kế tiếp là nấu canh chua. Yeah. Ủa mặt Cường. Ủa sao vậy Cường? Are you ok? Cường ở ngoài Bắc là nấu canh chua bằng trái sấu không ạ? À? Canh chua miền Nam biết nấu. Đây là đồ dùng để bắt cá, bắt xong thì mình sẽ có đồ để đựng. Thương cho roi cho họ. Ghét cho ngọt cho bùi. Có biết gì đâu, chị cũng đâu biết gì đâu. Kệ đi, mọi người cứ đưa làm sao mà lãnh vậy thôi. Mọi người dễ thương với mình thì mình dễ thương lại. Còn mọi người cũng dễ thương với mình thì thôi. Tôi đơn giản lắm luôn á. Tôi đơn giản lắm. Một này lại nè. Quý vị các bạn thân mến, các đội chơi thân mến, Colorman đã chính thức đi xuống dưới rồi và để mình xác nhận xem là cái vùng nước này có cá hay không. Và mình xác định lại là vùng nước này rất là nhiều cá. Đó, nhưng mà vì lý do thời tiết ngày hôm qua trời mưa cho nên nước nó có vẻ hơi kho, hơi đục một chút xíu, hơi khó nhìn chút xíu, nhưng mà chắc chắn là có rất nhiều cá. Và cái này thì mình đã đi xác nhận rồi và các bạn lưu ý các vùng nước nha. Đó, các bạn để các vùng nước, hãy vùng nước mà nước chảy mạnh như nào, chảy xiết như nào thì đương nhiên là chỉ có cá to. Còn các bạn muốn bắt cá nhỏ thì các bạn phải đi những vùng nước êm hơn. Đó, đó là kinh nghiệm. Và bây giờ thì chúng ta thấy là ba đội chơi có ba cái xô ở đây, các bạn sẽ đi bắt cá. Và khi bắt được lượng cá mà mình mong muốn rồi thì các bạn chạy về đây và đổ số lượng cá của mình đã bắt được vào cái xô tương ứng với màu đội của mình. Lưu ý đừng vì quán gà mà bỏ lộn đội người khác nha mọi người. Đúng rồi. Nó bỏ lộn là mình giúp cho người ta nha. Cho nên bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Bây giờ thì Hoàng Yến sẽ hô hiệu lệnh xuất phát và tất cả các bạn sẽ bắt đầu đi tìm những chú cá. 3, 2, 1, bắt đầu! Chúng ta thấy là đội Thanh Xuân đã có một chiến thuật rất là lạ mà. Đúng rồi. Colorman và Hoàng Yến đã ngạc nhiên đó là các bạn leo lên trên. Đội Thanh Xuân không bắt nước trên không bắt cá. Bắt nước trên đá. Bắt nước trên đá. Bắt nước trên đá là gì vậy anh? Bắt nước trên đá. Bắt cá trên đá. Có thể nói là các bạn đang chọn một khu vực thượng nguồn một tí xíu, đầu nguồn đó mọi người. Anh Thế Bảo đang dùng cái nia đi vớt cá của mình và Hoàng Yến đang nhìn thấy là có vẻ như cái độ cạn của chiếc nia có thể sẽ làm khó cho anh Bảo khi mà vớt cá. Bởi vì khi mà bắt được cá rồi, cá vẫn có khả năng bơi ra ngoài rất là nhanh. Cái gì vậy? Tôm có được không ạ? Cá thôi ạ. Cá thôi, có tôm. Cá thôi ạ. Hoàng Yến vẫn chưa nhận được một tín hiệu nào của bất kỳ một đội nào chạy lên đây và bỏ những cái con cá vào xô của mình. Mẹ thử thách này hơi bị khó à. Và anh Colorman cũng đang rất là siêng năng đi tìm cá. Đợi em xuống chung anh ơi. Cá quá trời đi nè. Đừng tin lời hốt à. Có chừng đi gài à. Và có thể như Cường đang lăm le một vài chú cá rất là chậm, thao tác rất là tỉ mỉ, rất là từ từ, rất là cẩn thận. Wow, có lẽ đang dụ cá bơi với chiếc nón của mình đúng không ạ? Thao tác rất là chậm và độ tập trung rất là cao. Và thất bại rồi ạ. Đã một thời gian cố định đã trôi qua rồi và hiện tại vẫn chưa có đội nào đem về một con cá bất kỳ. Khó quá.
Đồ xanh có con rồi đi. Hả, có chưa? Đâu? Có rồi, đồ xanh có rồi. Đâu ạ? Phi vô đâu có cái người coi. Một. Có không em? Bỏ vô nào lẹ vậy, không thấy luôn á. Mới ngậm miệng bỏ vào. Nhìn kỹ đi. Kìa đi rồi.
rất đoàn kết luôn, ba người con cũng là một chỗ. Anh đưa cho em đây. Bỏ đi cái quần đi. Tôi quên mình bắt làm sao được. Đừng ướt đấy. Bên nó hết rồi, bên nó hết rồi chị. Trong một tay thì bắt làm sao được, ô đồ thì bắt làm sao được. Nhưng ra vào chỗ em một cá của em nó may mất. Ở đâu đây? Đâu, đây ở đâu? Em không phá chỗ chị. Chị phá đúng không? Chị phá đúng không? Chơi vô, phải chơi vô mọi người ạ. Quay lên trên đây. Lên trên đi ngủ nước đi. Em đã không phá chỗ chị rồi thì chị phải đi chỗ khác chồng. Hồi nãy Lily cũng lại phá ở đây mà. Nó nằm đâu nằm trên tay áo bạn. Đó đó đó. Ôi ôi. Vô trong cái cục vàng. Trong tay bạn vô. Ở đây 4 con luôn. Chết rồi. Có mà thủng cái bàn sao? Tôi kẹp nó kẹp ngay đây luôn. Đây tôi nè. Nè giờ tôi không biết bắt nó làm sao luôn á. Rồi. Đây, tôi nhanh cầm về đi, tôi làm bẫy. Ok. Ok giờ. Rồi đi về đi. Rồi nào kêu đào qua đây lùa tụi tôi. Từ từ có nhảy ra một con. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi nhảy ra đây một con rồi. Chị Trang. Lại đây tìm một con cá đi đã. Cái vòng tròn mà em vẽ thôi nè. Còn 10 phút. Còn 5 phút nữa. Còn 5 phút nữa. Còn 3 phút. Như vậy là sau 30 phút lặn thục thì cuối cùng ba đội chơi của chúng ta cũng hoàn thành nhiệm vụ. Đội đỏ đã bắt được 3 chú cá tượng trưng cho 3 thành viên. Và về nhì là đội Thanh Xuân đội vàng với 6, 7 con cá. Tuy nhiên thì đội Thanh Xuân cũng bắt được 5 con nhưng mà không về kịp để thả vào đúng thời gian. Rất là tiếc. Nếu không mà Thanh Xuân thì cũng 12 con à. Đội xanh thì chúng ta có được là 13 con cá. Và cái công này thực sự nó rất là đáng khen thành viên nhất của đội ngẫu nhiên. Xin được chốt lại một lần nữa với sự xuất sắc của team ngẫu nhiên. Dành cho mình 13 con cá thì bây giờ chúng ta có được cái ưu tiên đó chính là một cái đầu cá hồi. Tuy nhiên một cái đầu cá hồi cũng chưa nói lên điều gì cả. Đúng rồi. Và các bạn sẽ tiếp tục được trải qua những phần thi tiếp theo để dành cho mình những thứ quan trọng, những cái nguyên liệu đặc biệt
để tạo ra được một nồi canh chua hoàn hảo. Đúng rồi, một nồi canh chua mà nếu chỉ có cái đầu cá thì nó cũng không có ý nghĩa gì hết. Yeah. Quan trọng nhất là các cái nguyên liệu và đặc biệt là gia vị. Đúng không nào? Gia vị, đúng rồi. Rồi, thì đây chúng ta phải trải qua một vài cái mini game để chúng ta dành cái nguyên liệu. Yeah. Rất quan trọng nha. Yeah. Rồi. Và chúng ta sẽ có tổng cộng 4 mini game tương tự với các nguyên liệu rất quan trọng. Đầu tiên, 2 lá cá hồi. Rau thơm. Quan trọng nhất để tạo đồ chua. Là mè. Và một miếng thơm. Đó là những nguyên liệu chúng ta sẽ thi đấu để có được vào trái tim của mình. Yeah. Và các bạn đừng có lo, những cái nguyên liệu khác ví dụ như là đậu bắp nè, bạc hà nè, cà chua thì cái này ban tổ chức sẽ phát cho các bạn. Giờ các bạn phải nhớ rằng cái gia vị mới quan trọng, đúng không? Gia vị quan trọng mình nhất. Có tất cả mọi thứ mà chỉ thiếu gia vị thì mình cũng không biết bằng cách nào. Và mini game đầu tiên. Chị game. Ở đây có ai thích làm nghề mất ban không ạ? Mất ban. Mất ban. Ăn chị hả chị? Dạ không ạ. Ăn nhiều ăn nhanh rồi đó. Sợ lắm ạ. Ăn nhiều. Ăn nhanh và ăn nhiều trong một thời gian ngắn có ai không ạ? Dạ không. Và mini game đó đầu tiên là của chúng ta là về ăn đấy ạ. Hả? Ăn nữa. Nhưng mình không ăn nhiều đâu. Thử thách của các bạn đó chính là ăn trứng dành cá hồi. Ăn trứng dành cá hồi. Kêu cho em thấy mắc nghẹn. Chúng ta sẽ để ra ba quả trứng luộc, mỗi đội mình cử ra người. Rồi sau khi mà Hoàng Yến hô bắt đầu thì ba người chơi bắt đầu mình đập trứng, mình ăn. Ăn xong mình phải nuốt hết nha. Rồi sau đó mình mới thứ sáu ạ. Thứ sáu. Ờ thôi thứ sáu là em bó tay, em không biết thứ sáu. Ăn xong rồi á và phải nghe được tiếng thứ sáu thì có nghĩa tính là đội đó hoàn thành thử thách. Nghe tiếng một cái là được, đúng không ạ? Mời. Rồi, em thử đi. Sáo ở đây có ai không biết thứ sáu không? Em không biết. Ồ, rồi, à? Đáng chịu. Rồi Nguyên không biết thứ sáu rồi rồi. Hai đội là bên này có rồi phải không? Không sao cả, mỗi đội chỉ cử một người. Đúng. Như vậy thì các bạn cử một người nào có thể huyết sáo được. Đúng. Ăn thì cũng nhanh mà nuốt trọng cái trứng là xong. Nuốt trọng cái trứng là xong. Bây giờ mình có anh Bảo, Linh Ly và dạ Nguyên ạ. Nguyên thì thua rồi đó. Chuẩn bị. Ba, hai, một, bắt đầu. Bắt đầu. Bớ nó rồi anh ơi. Trứng sống à? Trứng em tưởng trứng luộc ạ. Hay luộc rồi đó. Trứng nó luộc trứng gì? Wow, anh Bảo đang luộc rất nhanh và đúng rồi nha anh Bảo. Wow, anh Bảo đang luộc nhanh 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 Cái mặt rất là kêu kích. Một cái đầu cá và thêm hai cái cá. Trứng của em nó mềm vậy. Em xin miễn vậy ạ. Của Linh Ly. Sao thế? Bây giờ thì chúng ta sẽ bước sang cái mini game thứ hai để dành tiếp tục một nguyên liệu thứ hai. Đầu tiên là xin được chúc mừng đội Ngẫu Nhiên, như vậy là một cái đầu cá và hai khứa cá là đã thuộc về đội Ngẫu Nhiên, đúng không? Nhưng mà điều đó cũng chưa có thể nói được điều gì hết. Quan trọng nhất là nguyên liệu. Đúng là cái đội giàu thật sự luôn anh à. Anh mua cả nguyên con cá. Giàu thật. Rồi và thử thách thứ hai là chúng ta sẽ đến ăn rồi thì uống. Rồi là mỗi đội cũng sẽ tiếp tục cử ra một đại diện để mỗi người sẽ phải uống hết một chai Coca. Đội nào uống hết trước hô luôn khẩu hiệu thiếu niên nhớ đời là đội đó coi như sẽ giành được cái phần nguyên liệu thứ hai. Yeah. Đó là miếng thơm. Các bạn có nghĩa là miếng thơm quan trọng cho cái nồi canh chua không? Dạ quan trọng. Quan trọng. Cũng chua chua quan trọng. Để tôi. Để tôi rồi. Rồi để em uống cho. Để uống. Để em uống cho. Thì chị uống chậm. Đường nào rồi cũng phải chơi á mọi người. Wow. Muốn chơi sao lại? Anh đang căng bụng quá này. 3, 2, 1, bắt đầu. 3, 2, 1, bắt đầu. Phương này rất tập trung. Phương Anh thì đang bò qua Phương Anh uống nhanh quá kìa. Cường, cường ơi, cường mới nghe là cường ơi. Cường ơi, 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 cường ơi
Rồi. Rồi Cường đã kết thúc. Johnny nữa đây. Johnny nữa đây. Lên kêu lại không trả lời. Kêu không trả lời. Kêu không trả lời. Quên. Bây giờ trả lời này. Ở đi ạ. À. Anh nói vừa đầy hơi xong mà. Để rất hại cho sức khỏe nhé. Cảm thấy cho nửa mình thôi. Cường ra ngay lập tức là lấy cái phần nguyên liệu với thơm về. Wow, trời biết thơm thơm quá. Thơm này thơm gì mà thơm thế. Ăn đi, mình ăn trước nào. Không ạ. Mình ăn thử một miếng nào. Không ạ. Nhưng mà nguyên liệu thơm cũng đủ khả năng để làm cho bạn có một cái chất tàu chua rồi, đúng không? Dạ. Rồi, nó còn thơm nữa. Rồi, đó. Xin được chúc mừng cho đội YOLO. Các bạn đã xuất sắc dành cho mình miếng thơm. Rất quan trọng nhỏ của mình. Và tiếp theo chúng ta là đến với một cái mini game. Cái này không ăn uống ở đâu, đừng lo. Mà phải nhanh tay, khéo tay nữa anh. Nhanh và khéo. Và game này có tên là lật cốc giấy. Nguyên liệu chúng ta giành được chính là rau thơm. Ồ, rau thơm quan trọng lắm á. Em đang sẵn sàng một chiếc bụng để ăn. Nhưng mà đây sao không ăn nữa. Và trên bàn chồng ba chồng ly giấy. Sau khi mà Hoàng Yến hô bắt đầu thì ba người chơi sẽ chạy đến bàn để chồng ly. Chồng ly lại đến khi nào ly có dán logo The Journey về lại vị trí cũ là hoàn thành. Rồi, trong dĩa rau thơm này mình thấy nè. Trời ơi, toàn mấy cái rau này ăn canh chua là hết sảy luôn nha. Rau này rau gì? Cái này là ngọt. Ừ, ngọt. Rồi, hiểu rồi đó. Vậy là mình thấy nếu mà bạn này có nguyên liệu đầy đủ cũng chưa chắc nấu được nha. Này ngon. Trời ơi. Rồi, vậy là mình cũng có thể biết được là đội nào có khả năng để làm ra cái nồi canh chua mà ngon nhất, đúng không? Ok, chơi nè. Rồi. Các bạn chuẩn bị nha. Trò chơi lật cốc. 3, 2, 1, bắt đầu. Ai sẽ nhanh hơn đây ạ? Rồi. Từ. Rồi. Lụm cái bảng, lụm cái bảng. Quá chị ơi, đừng cầm chặt quá. Cái logo đâu rồi? Coi thử đếm đủ chưa, đếm đủ chưa? Cái logo, coi chừng cái logo, coi chừng cái logo. Tiếp đi. Khi nào nó lòi cái logo rồi thôi. Tới nha, tới kìa. Một cái thôi à. Nhanh lên. Nhanh lên ạ. Cái nữa. Rồi, ok. Rồi, như vậy là nhiều nhất. Hay vậy ta? Như chị đi qua như, rồi, như, chị như, đi như. Qua rồi. Đầy mất. Chưa tới. Qua mình ôm cua lại. Và Thanh Xuân, chúc mừng các bạn đã giành được dĩa rau thơm. Và tỷ số lại rất là xuất sắc. Mỗi đội lại giành được chiến thắng một lần ngay vậy ta. Rồi, và như vậy thì chúng ta sẽ bước vào cái mini game chung cuộc. Cũng là nguyên liệu quan trọng nhất. Nguyên liệu quan trọng nhất. Chị ơi, mình nấu canh chua chứ mình không có nấu lẩu dê. Đúng rồi. Bê cái mùa bê. Mà có canh chua dê á. Bê. Nhưng mà game này thì lại là một game liên quan đến sự may mắn. Nó đòi hỏi một cái giác quan của bạn. Thì là may mắn còn chịu nữa. Không, thị giác. Thử thách về thị giác. Loại liền luôn rồi đó. Đúng rồi. Loại. Và cái mini game này của chúng ta chính là liên quan đến câu chuyện cổ tích. Hả? Câu chuyện cổ tích. Đúng, liên quan đến những cuốn truyện tranh, chuyện cổ tích. Dạ. Về tuổi thơ đó mọi người. Phải đọc rồi mới biết chứ. Không được đọc đâu ạ. À. Trước mặt các bạn sẽ có những cuốn truyện tranh. Dạ. Và các bạn sẽ phải lật bất kỳ một trang truyện nào. Nếu trang truyện của team nào mà có số người trong đó nhiều nhất tìm mới thắng. Ai có bàn tay thơm thì mời vào đây. Bàn tay ai thơm thật ra không có người. Em có thể thấy được là độ sự căng thẳng được ngẫu nhiên. Bên này chuẩn bị cho bên này nén hương để thắp hương. Mình phải không tổ để tổ đãi mình. Trời ơi, bên đây dù mè. Sao cũng có thơm rồi. Mè đó nha, các cậu ơi. Mè. Trời ơi, áp lực quá. Nếu có mè thì có thể có quyền được đổi cá. Canh chua thì hai cái nguyên liệu chính của nó thì mình có thể nói tới đó là mè đúng không? Sau đó là cái nồi canh chua mà để nó dậy mùi là phải có rau thơm. Đúng đó,
nên là ví dụ cá có không có thì tụi em không sao. Nên bây giờ là mình phải kiếm một miếng me để mình có thể chia sẻ với nhau, để tụi em có thể bán qua bên đó một miếng canh chua cá hồi. Cá hồi là nguyên liệu chính. Không, tụi em định là sẽ bán bên đó một xíu. Đội nào mà bây giờ bốc thăm được á, trúng cái me á, thì có quyền xin đổi cá để mình thương lượng, mình trao đổi. Đó. Đúng rồi, chính xác. Nếu mà bên này mà me luôn thì thôi à. Thì mình nó quyền luôn á. Mình tiếp tục đi cái game bắt cá chơi rồi. Bây giờ mỗi team cử ra một đại diện mình cảm thấy là may mắn nhất. 1% may mắn thì vào đi cái này. Giờ đi hôm nay là ngày của Nguyên. Ngày của Nguyên nha, cố lên em. Để đem về may mắn cho cái đội à. Em hy vọng thần may mắn còn đổ. Mai Đã Nguyên, Linh Ly và Phương Anh xin mời với mẹ mà cuốn chuyện. Hình nhân vật hả chị? Số người trong một cái gian bất kỳ nhiều nhất. Một, đúng rồi. Thôi tù xì đi, ba người tù xì đi rồi giữ đuôi dọn. Chị Phương Anh đi. Nào đã? Tù xì ra chọn trước. Tù xì đi, tù xì đi. Hãy tù xì ra chọn trước nè. Ba người cùng... Nhưng mà em nhìn là em biết mà. 3, 2, 1, tù xì. Thôi, có ba người đi nè. 1, 2, 3. Hả? Ủa? Gì vậy? Ủa ba người mà sao bốn người vậy? Không, nhưng mà hai bên kia cũng là cái múa mà. Đúng rồi, không, phải, đúng rồi, phải. Ủa em? Ủa mày có người? Là bị lỗi luôn rồi đó, thất quyền luôn rồi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Nào. Chết. Bên nào? Số phận nó sắp đặt rồi. Đúng rồi, bị đây. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 2 quá, vẫn là Nguyên thắng. Rồi, hai người còn lại có sự lựa chọn không? Hay là chung? Cái này đi. Vì sao? Cái này là cái gì? Chị chọn đi, chị chọn đi. Lấy cái này nè. Tích bánh chưng bánh dày hả? Trời, bánh chưng bánh dày là lính nhiều lắm nè. Đúng rồi đó. Sẽ lật ra đúng cái bánh chưng. Sở thích hồng gươm là có bùa và gươm nè. Chú cụi nha. Chú cụi nha. Không nha, con sinh lạc. Con sinh lạc nữa, đúng rồi. Con thỏ nữa. Nhưng mà nhiều cái chú cụi lật ra cái cuối cùng là cái đa bay lên xong dân làng đứng nhìn quá trời dân làng dữ. Chuẩn bị chưa hả? Dạ. 3, 2, 1. Đấy, đứng, 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 đứng. Mại ở đây rất là nhiều người, hàng ngàn người đang ở trong ngôi nhà này. Mỗi tòa như vậy là cũng phải mấy trăm người à. Thường thì chung cư thì là phải đến nhắm đến với gia đình. Gia đình thì thường thường là sẽ khoảng 3 người, ba người đến 4 người. Ở đây chúng em có rất là nhiều gia đình. Là người không cần nhiều. Wow, chú cụi. Chú cụi không có nhìn chú cụi à? Nói rồi. Nha, còn dân làng, dân làng, còn dân làng. Nhiều khi chú cụi lật ra cái cuối cùng là cái đa bay lên xong dân làng đứng nhìn quá trời dân làng dữ không? Có ai đâu ạ? À? Không có ai, có ai đứng nhìn hết. Đúng cái cả ở ngoài luôn nè. Cái chân bóp đúng chân bìa luôn ạ. Rồi. Tắt chị tôi. Rồi đấu nhiên. 10 người à. Hôm nay là ngày của Nguyên. Vậy là với sự may mắn thuộc về team Ngẫu Nhiên thì các bạn đã không những có cái đầu cá hồi, các bạn còn có cả hai miếng phi lê, rồi các bạn đã có nguyên liệu rất quan trọng cho để nấu một nồi canh chua, đó chính là một chén me. 4 cục me. 4 cục me là nấu được 4 nồi đó. Vậy thì không biết bây giờ là các bạn sẽ quyết định như thế nào về những cái nguyên liệu của mình đây ạ? Em chưa thấy cái nồi canh chua nào mà chỉ có rau nêm không. Đội em sẽ đổi rau và không lửa thơm, tại vì tụi em
thực sự nồi canh chua thì đôi lúc có nhiều người họ không thích ăn thơm thì họ không bỏ được. Ví dụ như chị rất đồng ý với quý vị thương lượng với nhau đi ạ. Canh chua là phải thơm đúng không mà, mình phải có rau nếm đúng không mà. Phải có rau. Thôi từ từ bình tĩnh suy nghĩ ra. Mình có quyền mà. Mình giàu có quyền mà đi. Mình chơi play là thắng trên danh dự nhưng mà đẹp trong tình đồng chí ạ. Gian hàng tụi em anh ơi, gian hàng tụi em ngày hôm nay là có chương trình là khuyến mãi nha anh. Mua một cọng nò tặng một miếng hành này nọ. Nguyên à, Linh nghĩ rằng là bọn Linh thì cũng không cần cá đâu mà chừng. Bọn Linh chỉ cần ăn một trái thơm hoặc một cục me một tí nữa tí xíu thôi. Nhưng mà em nhớ là tập trước đội chị giết đội em cũng ghê lắm. Đội em chỉ có 20 điểm và đội chị tới 100 mấy cho nên là em còn cay lắm chị. Cho nên là em còn cay lắm chị. Thôi em bằng kia em sợ chặn đường còn dài mà em tôn trọng theo quyết định của em. Ok mở dài không đây cho phép em được nói nè. Hả? Em lần đầu tiên em ngã vào lòng ai, anh chị nói điều đó rồi. Em biết đúng rồi. Cái lúc đó là em như vậy nè, anh chạy đổ hết mồ hôi hột luôn á. Dạ, bây rồi. Giờ mà em quên cái cảm giác đó là anh buồn lắm á. Let me kiss it till you lie down for the rest of our life. Yes, you and me were meant to be for the rest of our lives. Drop your guard. Anh thả xuống Nguyên, vừa nãy em ổn em sốt. Ai là người cầm tay em từng từng nước mắt xuống khóc hả? Trời ơi! Không, cái đó là nước mắt cá sấu. Còn bây giờ thì ban tổ chức cũng có một cái phần quà nhỏ nhỏ dành tặng khuyến khích cho hai đội chúng ta không có cá. Thì ở đây có một... Ủa? Gì vậy? Hạt bò quá. Một cái tôm khô và một con tôm. Con này là cá tôm mà là cá nục khô. Cá nục khô. Dạ. Xin ngon tôm ạ. Cái con này mà một người ăn không đủ dính răng nữa chứ đừng có nói gì dạ mà không, ăn rồi. Dạ không, nó là trang trí. Cho Lê Trung một cú này rồi, ok. Chuyện có 19 trang, mỗi người chọn một con số. 11 ạ. Số 3. Đây là số 3. Số 3. Không nhưng mà trang này là rất nhiều rồi. Nhiều lắm rồi đó. 9, 10 11, 12. 12 em. Hồi hộp. Trang 11 đấy ạ. Rồi 11 đấy ạ. Bao nhiêu ạ? 24 nè. 5, 6, 7, 10. Vậy là đội số 3 thì chiến thắng. Tôm cá khô. Con gì cũng được. Cá nục ế này. Rồi đấy. Tôm cái con tôm. Vậy là giải an ủi thuộc về khuyến khích thuộc về team Zalo. Dạ em xin ạ. Cá khô à. Rồi đây. Biết đâu chúng ta sẽ có một cái nồi canh chua mà rất đặc biệt. Linh Ly sáng tạo lắm, chắc chắn được. Em phải biết nấu à. Bên đội của Hân Sưng đổi gì? Dạ cho em xin một viên me ạ. À. Một viên me thôi ạ. Một viên me cân tương đứng với bao nhiêu còn rau bên đó. Nếu như mà một nửa rau này mà bên chị có thấy có thể cho em được một cái miếng khứa cá nhỏ xíu đó nữa thì dạ không ạ. Mà bên đây là một đổi một. Dạ. Xin cục me đi. Em xin nửa cục thôi, em không xin hẳn một cục đâu. Em không đổi. Em không đổi cho đội Zalo, em phải giết đội Zalo trước. Ok, thôi không đổi nữa ạ. Ok, bắt đầu từ giây phút này, Zalo cạnh tranh với đội ngẫu nhiên ạ. Đây. Ủa cái đó, đúng rồi. Nhưng mà rau ngò, tụi em đang gần hết tàu hết. Đổ cả. Đó, thêm một cọng ngò tàu nữa được không ạ? Dạ giá dễ sợ luôn. Bây giờ có lấy rau lấy 1/3 của miếng thơm dạ không ạ? Okay. Ok, rồi nửa nửa cái này nha. Bởi vì mình thương nhau mà. Ừ. Ok, em cho chị luôn. Chị cho em một hai miếng me nhỏ xíu trong cái cục me chị được không? Wow. Hai đội này hay quá nè. Oh. Hai đội này hay nha. Me nhỏ không cho. Ok, đội em chia cho. Không, thật ra là phải có thơm á. Cho nên là đội mình cũng nên xả hàng xuống cũng được. Bây giờ chị sẽ đổi cho em nữa. Không đổi cho em không đổi đâu. Đâu. Bây giờ bên mình không đồng ý đổi nữa. Không cần má. Em nấu mà em biết mà. Thơm vẫn rất quan trọng. Thì vậy bỏ thơm đi, nấu cái khác lo gì. Còn nhiều món nữa mà. Người nào nấu hai cái không, tại vì bắt buộc phải có thơm hay sao? Anh này không ăn thơm rồi đó. Bây giờ nó không có cá nữa kìa, đừng lo. Đây nó không có cá. Canh chua ai mà biết nấu. Ủa, nồi này là nồi canh chua cá hồi mà. Nào, nào, nào. Không có cá hồi, không có cá hồi khi là nó bị lỗi rồi. Canh chua thôi, còn là cá hồi đâu. Triệt cái này đi cho đấy nhiều điểm quá rồi. Lợi thế đang nghiêng về đội ngẫu nhiên với hầu hết gần như là đủ được 3 nguyên liệu. Bên cạnh đó các bạn sẽ được quyền
chọn 11 người trong ekip mà các bạn cảm thấy tin tưởng để làm ban giám khảo lần này cho món canh chua của mình. Thôi thì okay, bây giờ bắt đầu chúng ta vào bếp. Bây giờ thì các bạn sẽ được nấu cái nồi canh chua này trong thời gian quy định là 20 phút. Hết 20 phút thì chúng ta buộc phải ngưng làm bếp. Và khi đó thì các giám khảo sẽ bước vào và nếm các tô canh chua của các bạn và đưa ra cái lượt bình chọn bằng lượt vote. Bắt đầu, bắt đầu. Em đổ dầu vô đi, canh nóng. Anh này nha. Cái này trước ạ, cái này giùm em trước. Chúng nó sôi chứ. Đừng thoải mái, nấu enjoy thôi, tại vì nó còn quá nhiều thời gian. Không anh, mình cứ thà dư còn hơn thiếu rồi. Hiểu, nhưng mà không, nhưng mà đừng làm đâu chắc đó. Này cái bộ thao tác rất là nhanh. Này cái bộ thao tác rất là nhanh. Đâu còn phải nhanh là thắng đâu. Mình cứ làm nào cho ngon thôi. Kệ họ em. Mình cứ đi từ từ. Bình thường mình lấu lẩu mình toàn cho mỗi nước lã vào xong rồi cho tí gia vị. Đây là nồi canh thôi, có phải là nấu lẩu đâu. Dùng tí ra vị là ngon. Nhiều đây không chị? Đập bầm ra. Đập ra chứ. Không, tắt được ấy. Thôi được rồi, đến tắt cho. 20 phút nấu dư sức mà, đừng có ấy quá, không sao đâu. Vậy vậy đi. Lâu. Không cần gồng quá đâu Cường. Hả? Lột tỏi thôi mà, không cần gồng dữ vậy đâu. Em có gồng gì đâu ạ. Cay thật đấy, hôm qua vừa đi ăn lại cắt mất cái móng tay. Số phận của ngày hôm nay nó đã ăn bài rồi đấy. Thôi được rồi, này lát nữa phải cắt nhỏ nhỏ hay nè. Lát nữa phải làm cắt bé bé. Cà chua trước, ưu tiên cà chua trước, cà chua trước. Ưu tiên cà chua trước. Bốn hả? Bốn hay sao? Bốn hay sao nè. Bảo cũng rất là khéo tay nha. Bên đội nhà giàu đang rất là thông thả nha mọi người. Đội nhà giàu đang làm từng bước rất thông thả. Bọn em cũng thông thả mà chị. Bọn em cũng thông thả mà chị. Thì chưa nấu gì hết mà nó lên tiếng. Người ta từ từ đi, hổ lên nó bình luận. Nếu thời gian có quay trở lại. Cắt lần tư hả? Cắt đi, mạnh cái tay lên em. Cắt phải cho nó đẹp chứ anh. Thôi được, trên mượn dao đi Quy. Anh bầm cái ớt nữa. Thế cho này. Mượn dao, cho mượn. Đây, đây, xong rồi. Okay, làm xong đi, làm xong, làm xong đi. Rồi, cho xíu nước vô ngâm cái ớt. Bên này coi bên này. Ngâm ớt nước nóng. Rồi, bên này là tạo kiểu cái ớt luôn hả? Trời ơi, làm chi. Cái đó là chiến thuật của đội em đó chị. Nghe ai cũng làm cái ớt. Chơi đi. Ai, thành viên kiểu vô dụng. Hơi có vẻ hơi nhiều cá à. Rồi Phi hơi nhiều tỏi à. Này giàu mà anh. Em ơi em cho chị một ít tỏi bằng. Cũng đi vòng vòng luôn hả anh? Thôi xuất phận đi vòng thôi, mình nghiên cứu mình làm cái gì cho đẹp. Khi mình tỉa muốn nó nở ra là ngâm vô nước. Nước gì ta? Nước gì? Nước ra ngâm vô nước thôi. Nó tỉa đúng không? Nó tỉa đó. Để cho nó đẹp đó. Mình quá rảnh mà mọi người. Ví dụ làm như làm con phượng hay con này con kia không? Mình quá rảnh mà mọi người. Phượng hoàng ngự trên tô canh chua. Tụi em có làm gì đâu. Em được đi vòng vòng đúng không anh? Không. Anh ở đó đi. Không, anh muốn qua phụ em. Em không cần anh phụ. Không, anh muốn phụ em. Cục vàng của anh. Cục vàng của anh. Em làm tới đâu rồi? Cục vàng ở bên kia kìa. Bên đó là cục cưng. Cưng cái vàng thì em cũng qua đó đi. Chảy rồi nè cục cưng. Cái kệ em. Ừ.
vậy vậy? Nguyên nói để vậy đó. Ủa hay ta, có cái này để chỉnh hả? Nước về tôi thấy ổn rồi, bây giờ tôi bỏ ra tôi ngâm me nha. Đây nha. Bỏ ra đi. Từ. Nóng bạn. Thôi được rồi, bớt lại. Không nóng hả? Không nóng gì hết. Để cái bao tay để tôi cầm á. Ba còn chừa lại trái cà nữa. 6 phút đã trôi qua nha. 6 phút đã trôi qua. Ơ sao năng lạc nó tắt rồi mọi người ơi. Coi bếp giùm em tắt rồi. Dạ em bị đội nào hãm hại. Tất cả đều tắt rồi ạ. À. Ok, anh đỡ em hãm hại anh chứ. Cái người kia, cái nguồn ai đạp cái dây nguồn ở kia. Sợ có xíu tỏi vậy trời. Tại vì cái nồi canh chua của em nó không được chua á. Em sợ nhiều tỏi quá nó hơi ấy. Một lát nữa tụi em mới phi tỏi, phi ấy nó nhọt thêm miếng nữa. Chúng ta quá nó đổ. Chết tôi luôn các bạn. Căng thẳng quá, giờ lúc giữ chặt. Tôi bên thành tội đồ luôn. Em chuẩn bị đi lấy chồng được rồi đấy. Ai? Em ý. Bạn giúp tôi nếm lại nhiêu đây, nước cốt đây đủ bạn chưa? Đừng có bỏ. Cứ cho đâu miếng nước thôi. Tôi cho miếng nước đi cho tôi dầm nữa ha. Tí nữa. Me mình có như đó mình phải ấy, đừng có dầm quá đắng cho nó đắng nha. Thử lát nữa thử coi nó bị đắng. Thì thôi cái này ngâm để im thôi. Ừ. Thơm quá à. Được không? Nước cả cái chua này nhá. Rồi cái đấy biết làm rồi. Cái này bằm tỏi quá chứ đời. Thơm mới là thơm. Dậy mùi. Đây mọi người đã định xào cà chua đúng không? Đúng rồi, xào cà chua cho nó ra màu. Tại vì bây giờ mình có thơm ngon, mình không có thơm nên mình bắt buộc phải tỏi và cà chua. Nó xíu. Trời anh bả hay hoa này kìa. Hoa đẹp đi hát hoa bắt bướm nữa khổ kìa. Tâm hồn rất là nghệ sĩ. Anh ơi đi khi nào mệt về nha. Lát về ăn cơm đúng không? Đi mệt về. Cứ làm đi, nấu đi. Mình có ví dụ làm như làm con phượng hay con này con kia không? Phượng hoàng ngự trên tô canh chua. Đồng đội của chúng tôi đang thể hiện sự khéo tay. Cắt cái bông quá đẹp. Bóc cái này ra. Hả? Bóc cái này ra nhờ. Từ từ, em chờ em muốn biết gì hết. Nên từ từ nha. Em biết rồi, yên tâm. Nước mắm nè. Nhiều thế. Đường không có xi nhê gì hết. Mình xem nào. Đi từ, em chỉnh thôi. Mà làm một cái nước mắm đi chị ơi, chị là dùng hết tỏi rồi hả? Mắm mặn thôi mà. Hồi nãy hết tỏi rồi hả? Người làm gì? Không, nước mắm canh chua. Chị có mặn thôi. Ôi chết, bên mình cắt hết cà chua luôn. Không sao. Cắt hết rồi. Bên kia là lấy để trang trí rồi. Mình có chua đâu, quan trọng là phải chua. Không chua lấy gì ăn. Tôi rửa tay nha, nãy tôi tỉa ớt cay quá. Thôi vậy. Không miếng thơm gì rồi. Le que. Có mấy miếng thơm le que. Vô. Cái mâm mâm cả ra đi. Em nghĩ là xé ra đây giùm em ạ.
chứ em đâu có bỏ vào được. Cá để được rồi. Cái này không cho vào được à? Cho được, được cho được, cho được. Cho được. Cá hồi để dọn ra sau cùng. Trời ơi, trang trí luôn. Ghê thiệt. Dữ dằn. Nguyên rửa cái tô Nguyên ơi, được rồi, cái bông của ông nó rất là nghệ okay. thuật rồi. Tôi nghĩ là nó tạo hình tốt rồi đó. Rửa, trời ơi, đi vô trong rửa cái tô. Không có rửa đó, đi vô trong kìa. Rửa bằng nước này nè, hoặc là đi ra ngoài rửa. Quá, tôi tưởng nó xuống sông rửa. Tôi rửa bằng xà bông luôn á, sạch lắm á. Đừng có nghe mùi xà bông nha. Yên tâm. Tôi rửa bằng xà bông nhưng mà nó còn nghe nguyên mùi xà bông luôn. Đây lặt lặt cái này cho nó sạch đi. Mình nấu ngon mà đồ mình phải sạch nữa. Lặt mấy xin hết rồi. Lặt mấy cái đen đen bỏ ra làm tôi cái. Nó phải có me thì nó ngon lắm nhỉ. Cho thêm cả dứa rồi. Cho dứa đi. Không, bên kia không mình đổ me. Em biết nè. Bên này không có me. Tôi tráng dầm cà chua ra nè. Nghiền cà chua đó thôi mà thôi. Con cá dầm ra. U là cánh lục. Vị chua không đủ mà còn đổ thêm được. Ổn không? Được anh không sao. Hơi mặn hả? Em nghĩ là thôi từ 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 từ. Em nghĩ là thiếu đường. Đừng hết giờ rồi đó mọi người ơi. Thôi bây giờ chỉ bỏ đồ vô là xong rồi chứ đâu hết giờ. Nó không đủ chua, nó lạt lắm. Mọi người qua nếm phụ em đi ạ. Đưa xin lắm. Cũng được đấy chứ. Hơi thiếu chua một tí thôi. Hơi thiếu chua đấy. Em đang cố gắng. Ok la đấy. Cái trí ờ, cái mẹt rau này thôi là đã thấy rồi đúng không? Mình chưa biết được, nói chung là khẩu vị là trên hết. Quan trọng là khẩu vị ạ. Khẩu vị là quyết định. Trang trí là một phần, khẩu vị là quan trọng. Em đang làm gì thắc bính gì vậy? Em ngồi nghịch linh tinh thôi ấy. Có cái đâu là vô nó sẽ có nghe có mùi canh chua hơn. Yên tâm. Thực ra trang trí vào đâu thì em tại vì bây giờ tôi nghe cái vị chua nó còn thiếu. Thiếu chua mà đúng không? Nó còn thiếu, còn cái gì đó nó phải đậm đà á. Thì nó, cái nước mình nó hơi ấy nè. Ồ, có vẻ bên đây nấu cái nồi nước hơi ít nha. Nấu vừa đủ với lại chiến lược luôn hả? Đây là chiến lược luôn hả? Nấu vừa đủ nguyên liệu thôi, chỉ vậy chứ ra. Đủ chén à, đủ con tô. Nhìn con tôm là đỉnh cao chưa? Cái trang trí, tôm trang trí. Còn 5 phút, còn 5 phút. Bây giờ cho cái đầu bắp vô nè. Xong tới cái này, tới cái này, tới cái cùng. Thôi bỏ vô đó, bỏ vô đi. Cái ngồi đi làm sao? Bỏ vô luôn, không chờ đó, bỏ vô luôn. Mọi người có thấy hơi chua không mọi người? Không, em thấy hơi chua. Vẫn hơi chua chưa? Thì mình bỏ rau xong rồi mình nêm nếm lại. Hay là bỏ cho vào đây thì chan vào cũng được rồi. Đâu thì sống quá. Cho vào trên đầu ý. Cho vào cuối cùng thôi. Cho nó giá vừa dạ, đủ. Dạ xong rồi đó. Cho luôn vào tắt bếp. Cho vào tắt bếp rồi. Đâu? Bỏ vào đâu? Đâu là đâu? Cái đồ chứ đâu không bỏ bình thường. Bỏ một luôn không cần rải. Rồi được rồi. Quăng lên luôn không cần rải đâu. Lấy hành, lấy hành, lấy hành. Lấy tỏi, lấy tỏi. Tỏi. Ê, đổ cái này khoan cho tụi em lấy cái đồ đổ cái này cơ. Đổ cái này ra không? Đổ cái này ra. Đâu? Đổ ra để tôi phi. Đổ dưới đâu nhỉ? Đây rồi. Dưới đây nhanh ông ơi, có 4 phút mà. 4 phút mà. Còn 3 phút. Miếng ớt, ngon. Cái gì? Ớt giá. Không, giá sống ấy, cho nó giá sống. Còn 1 phút 30 giây. Ok, bỏ vô nghiêng. Còn 60 giây. Đây đúng không? Giải lên trên hả? Vâng. Múc hết xong đi từ giải. Nguyên đừng nhét đây nữa. Đang đẹp nè. Đừng bỏ vô nước Nguyên. Đủ rồi Nguyên, không chắc nữa. Để miếng ớt lên nữa. Ê, rửa chén với lại rửa đũa cho ban giám khảo ăn. Cái này
đấy đi. Nhưng mà không được, cái canh chua nó không phù hợp với cái này. Nên nó gọi là trang trí thôi chứ không cần ăn. 9 8 8 7 6 6 5 4 3 3 2 2 1 Hết giờ. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ trong vòng 20 phút, ba đội chơi của chúng ta mặc dù không đầy đủ nguyên liệu vẫn đã hoàn thành rất là đúng giờ với món canh chua. Xin chúc mừng cả ba đội. Và bây giờ sẽ là thời khắc quan trọng nhất. Ba đội sẽ được quyền chọn cho mình ba thành viên bất kỳ để làm giám khảo cho phần món ăn canh chua của mình. Mời mời mời. Mời anh Mim. My friend. Anh nào cũng được hết à, anh nào cũng được. Chú anh, lên với em đi. Mời Châu à, mời Châu đó cho Châu ăn à. Châu đâu ạ? À? Anh ơi, chụp em à, anh lại đây ăn nào. Anh Cương, anh Cương. Mời anh Cương. Ủa? Rồi, xin mời anh Cương Dưa. Ở đây chúng ta sẽ có 13 người hết thảy. Rồi mình sẽ đi theo thứ tự. Đầu tiên là đội xanh, kế đến là đội đỏ, và cuối cùng là đội vàng. Rồi các bạn sẽ nếm, nếm toàn bộ cái tô canh rồi tới cả nguyên liệu. Mình thấy cái gì trên bàn ngon là mình cứ nếm. Rồi mình đi một vòng xong là mình cứ dán sticker cho đội mình yêu thích nhất. Và cái này là ban tổ chức yêu cầu các bạn phải hết sức công tâm, bởi vì đây là cái quyết định cuối cùng. Ở đội nào có nhiều sticker nhất thì đội đó xem như chiến thắng. Rồi bắt đầu. Bắt đầu à, mở hàng. Đầu tiên là mình phải thử cái này trước. Mình quất hết nguyên tô luôn anh. Thì tính luôn nguyên tô luôn á. Thì có nhìn hấp dẫn quá, giống nhà hàng quá. Anh lâu quá anh. Cái vị nó rất là thâm nè. Thâm. Rất thanh, rất thanh. Anh tưởng nghe tưởng thâm. Không ngọt, không chua, rất là vừa, nó hơi ngót ngót. Ở đây có miếng cá nè. Miếng cá mà nó đỏ hỏ nè. Bình thường á mà mình làm không khéo là cái cá này nó sẽ nát bấy luôn. Nhưng mà cá đây còn rất là săn chắc. Wow. Em thấy anh hơi lâu rồi. Hơi quá rồi. Không cả. Em thấy anh hơi quá. Trình bày quá xuất sắc. Nói chung là về từ nội dung tới hình thức, very good. Mừng quá tới mình rồi. Cái nồi canh chua này thì theo mình nhớ là mình có bố trí một cái con cá nục khô từ sông Ninh. Ủa đâu trời? Em xé rồi. Xé nhuyễn ra rồi ạ. Cá nục anh bự vậy mà em xé ra hết rồi, hay vậy? Không có chua chua à. Cái tô canh này thì cái nước canh nó sệt, nó hơi sệt. Nhưng mà nó cũng có một cái vị cũng lạ lạ đó. Ăn thử cái giống vị mẹ anh không nha. Rồi mời người cực nhất đoàn. À, vị chua thì nó ít mà vị ngọt thì nó nhiều. Đúng rồi. Những ai thích ăn chè thì mình có thể dùng cái này được. Rất hợp, rất phù hợp cho những người mê ăn chè. Xin miếng nước cốt cái được. Quán ăn thanh xuân hân hạnh. Quán ăn thanh xuân hân hạnh được phục vụ quý khách. Ăn là nhớ đời. Sẽ đảo đều lên cho nó okay. Cho nó hòa quyện lại với nhau. Em khuấy lên nha. Khoan từ từ đó. Đầu tiên là cái bát canh này có thể nói là một cái bát canh mà nó đơn giản mà với mình mà nó rất là đẹp. Cái nước nó trong. Nhưng mà sau khi đào đảo lên thì mình thấy cái nước nó đục trở lại. Dạ đúng rồi. Rồi. Đây mới đúng là một tô canh chua đúng nghĩa. Là nó rất chua. Là nó chua thật sự luôn.
có tiếp. Không có me, không gì mà nấu ra cái vị này cũng giỏi chứ bộ. Dạ. Có cá, có cá. Cá nục bé tí á. Đặng này. Này đây nè. Cá khô. Cá khô như đây nè. Đây con, con cứ thử. Con lại gửi đây hả? Rồi dễ thương, giờ tụi con đi bơi. Nhớ bên trời cho con nha. Chua dữ vậy? Ủa chua lắm hả? Nó chua nhưng mà nó hơi thiếu vị đậm đà. Nó chua thôi. Ừ, ngon. Được. Tụi em là đội đỏ ạ, xin hân hạnh phục vụ tụi bác ạ. Bài cái quả tôm đẹp quá ha. Dạ. Đây có một cái chiếc thuyền nữa nè. Dạ. Gọn gàng sạch sẽ nha anh. Nấu xong là gọn gàng sạch sẽ. Quá mà. My friend. Mặc dù không đủ nguyên liệu nhưng mà vẫn ok đấy. Mời đấy. Ủa anh chào tên gì? An hả? Anh tên Nguyên. Chào An. Rồi, đội sticker đầu tiên cho đội xanh. À, một cái nồi mà đủ nguyên liệu và được chuẩn bị và có tay nghề, nó rất là vừa ăn nha. Nó không có bị quá ngọt, không bị quá chua vì nó đủ nguyên liệu nữa. Ủa vậy còn một cái câu cuối cùng của anh hả? Dạ, anh công tâm đi anh Khương. Anh à, ở đây để cho anh công tâm nha. Bây giờ em rất là hồi hộp luôn. Và xin mời chín người chơi quay lưng lại. Tỷ số giờ đang bằng nhau đó. Thì anh dán xong đội nào thắng là biết anh dán đội đó rồi. Hồi hộp thật mọi người ơi. Tin vào ban giám khảo đúng, đúng không? Chúng tôi cũng tin vào ban giám khảo. Như thế nào chăng nữa thì cũng tin vào ban giám khảo. Ba tô xem nhau nhưng mà mình sẽ chấm về hình thức. Chấm cho cái đội có hình thức tốt nhất. Sao chứ em thấy độ nào hình thức cũng đẹp nha. Đúng không? Không, mà bên đây trình bày em thấy bắt mới đầu anh nhìn cái tô anh chua mà lúc mà mọi người chưa có chưa nếm á. Chưa có nếm nếm mà thấy đúng rồi. Nó bắt hơn. Đúng rồi. Bắt hơn, nó có xanh rồi nó có cái gia vị các bạn để trên tô anh chua nhìn rất là hấp dẫn. Đội xanh đã nhận được cái sticker quyết định cuối cùng từ anh Khước Dưa. Chúc mừng đội xanh. Dạ xin chào. Rồi, thôi anh Khương bắt xe về luôn. Chứ lát nữa là ba đội hai đội còn lại đi kiếm em á. Xin được chúc mừng ba đội chơi đã hoàn thành xuất sắc thử thách cuối cùng trong chặng Khánh Hòa. Và ngay sau đây thì Hoàng Yến sẽ được phép công bố kết quả. Với cái sticker cuối cùng mang tính quyết định của anh Khương Dừa thì điều đó đồng nghĩa với đội xanh. Chúc mừng các bạn đã chiến thắng tập này. Với sự chiến thắng của đội xanh thì số điểm mà các bạn ấy đạt được trong chặng này là 50 điểm. Và đội đỏ và đội vàng cùng về giải nhì với 4 sticker giống nhau. Hai đội sẽ nhận được 30 điểm mỗi đội. Kết thúc chặng Khánh Hòa ngày hôm nay thì tổng số điểm của các đội như sau: đội Ngẫu Nhiên 70 điểm, Thanh Xuân 60 điểm. Và xin được chúc mừng cho đội YOLO. Các bạn đã lội ngược dòng ngoạn mục trong chặng ở Khánh Hòa này. Tổng số điểm của đội YOLO 140 điểm, cũng đồng nghĩa là đội YOLO đang dẫn đầu sau khi kết thúc chặng thứ 3 tại Khánh Hòa. Hãy đón xem Chuyến Đi Nhớ Đời được phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Chương trình Chuyến Đi Nhớ Đời do Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Điện Quân Group thực hiện. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tập kế tiếp.
từ những ngày đầu tiên thì chắc chắn quý vị các bạn sẽ nhớ rằng chúng ta đã có một cái chặng mà các bạn cách biệt nhau 100 điểm. Bất kỳ một cuộc chơi nào cũng vậy, ngựa hay là ngựa chạy đường dài và người đến đích cuối cùng mới là người thắng cuộc. Và luật chơi của chúng ta thường thường chúng ta sẽ có 3 đội đi với nhau đến suốt hành trình. Tuy nhiên tập hôm nay 3 đội sẽ không còn đi cùng nhau trong một hành trình nữa. Mà thử thách của chúng ta sẽ là thử thách loại trừ. Chết rồi rồi. Đứng dậy. Đó là một cơ hội cuối cùng để mình theo kịp cái đội bạn. Chơi máu lắm đó. Lâu nay tôi vẫn sống giữa phố xa đông vui, tiếng xe che tiếng nói. Lâu nay tôi vẫn sống giữa laptop TV, gửi đi qua nhau trong một câu. Hôm nay tôi muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay tôi muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi cất ba nỗi buồn xách ba lô lên và đi không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe, cất bao nỗi buồn phá không gian giam cầm ta trong những ưu tư mỗi ngày. Đón lấy thế giới tôi đang nhìn kìa trông ra đằng xa xa, ba bốn anh đang rất trâu ra đồng kìa trông theo thuyền lấy.